Xin chào các em, cô tên là Phạm Ánh Tuyết, giáo viên tiếng Anh trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bài số 10 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12, hệ 10 năm với kỹ năng đọc hiểu. Unit 10, Lifelong Learning. Lesson 3, Reading. Notes on the Lifelong Learning. Và bây giờ chúng ta cùng vào bài học. The topic of the lesson today is Lifelong Learning. Chủ đề của bài học hôm nay của chúng ta là đọc để tìm hiểu thông tin liên quan đến việc học tập suốt đời. Let's start with the first task. Nhiệm vụ của chúng các em trong phần này là trả lời câu hỏi. What do you think can facilitate lifelong learning? Bạn nghĩ cái gì khiến cho việc học tập suốt đời dễ dàng hơn? How can people practice lifelong learning? Mọi người luyện tập việc học suốt đời như thế nào? Các em suy nghĩ trong 2 phút nhé. Câu trả lời gợi ý là The government education policies and new technology are making lifelong learning more and more accessible. Các chính sách giáo dục của chính phủ và công nghệ mới đang giúp cho việc học tập suốt đời trở nên dễ dàng hơn. People can practice lifelong learning in many different ways, depending on their situations and circumstances. Some ways include courses, programs, or talks at the workplace or at home. Mọi người có thể luyện tập việc học tập suốt đời bằng nhiều cách, phụ thuộc vào tình huống và trường hợp cụ thể. Một số cách có thể là các khóa học, chương trình hay các buổi nói chuyện tại nơi làm việc hoặc tại nhà. Và bây giờ, cô mời các em thực hiện nhiệm vụ thứ hai. Read the text about lifelong learning and choose a heading for each paragraph. Đọc và chọn nhan đề phù hợp với mỗi đoạn văn. Form of lifelong learning. Các hình thức của việc học cả đời. Aims of lifelong learning. Mục đích của việc học cả đời. Defining lifelong learning. Định nghĩa của việc học cả đời. The difference between compulsory education and lifelong learning. Sự khác nhau của giáo dục bắt buộc và việc học cả đời. Trong đoạn 1, các em nhìn vào dòng. Lifelong learning is a pursuit of knowledge through life. Học tập suốt đời là sự theo đuổi kiến thức trong suốt cả cuộc đời. Đây là định nghĩa việc học tập suốt đời là gì, nên đáp án đúng là defining lifelong learning. Trong đoạn 2, các em nhìn vào một số thông tin gạch chân. E-learning platforms hoặc là online courses thì ta thấy đây là các cách thức học trên mạng. Nên đáp án đúng của câu này là Form of lifelong learning. Các em nhìn vào thông tin có trong đoạn 3, câu 2. This means the ultimate aim is to better yourself. Và chúng ta thấy có từ là ultimate aim, mục tiêu cuối cùng. Cho nên đoạn này nó sẽ nói về mục tiêu của học tập cả đời. So, the answer is B. Aims of lifelong learning. Bây giờ chúng ta chuyển sang nhiệm vụ thứ ba. Read the text and find the words or phrases in the text that have the following meanings. Write them in space below. Đọc và tìm những từ hoặc cụm từ trong bài văn có nghĩa tương đương với những câu sau. Number 1. Action of trying one best to find follow something. 2. To keep something or someone or something within limits of time and boundaries of space. 3. Interactive online services that provide teachers and learners with information and tools. Number 4. A building with physical presence rather than virtual or online. Number 5, being or happening at the end of a process
A series of actions. Các em nên dành 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ này. Number 1. Em nhìn câu số 1. Action of trying in one best to find or follow something. Hành động cố gắng hết mình để tìm hay theo một cái gì đó. Trong đoạn 1, câu đầu tiên. Lie longing in the pursuit of knowledge through life. Ta thấy có từ pursuit là sự theo đuổi và đó chính là đáp án. Number 2. Để giữ ai hoặc cái gì đó trong giới hạn về thời gian hoặc không gian. Kem nhìn câu 2 đoạn 1. Learning is not confined to classroom environment and school or subjects. Học tập không chỉ giới hạn trong môi trường lớp học. The word confined means hạn chế, giới hạn. So, the key here is confined. Number 3. Trong câu 3. Các dịch vụ tương tác trên mạng cung cấp cho giáo viên và người học nhiều thông tin và dụng cụ học tập. Các em nhìn câu 1 đoạn 2. Lifelong learning is facilitated by e-learning platform. Học tập suốt đời được tạo điều kiện thuận lợi bởi các nền tảng học tập điện tử. Vậy, đáp án của câu này sẽ là e-learning platforms. Number 4, câu số 4. Một tòa nhà với sự hiện diện thực thể hơn là ảo hoặc trực tuyến trên mạng. Các em nhìn thấy trong câu 2. Đoạn. Education is now no longer offered only by bricks and mortar institutions. Vậy từ phù hợp ở đây chính là từ brick and mortar. Number 5. Câu số 5. Đang xảy ra vào cuối quá trình hay một chuỗi những hoạt động. Các em nhìn vào câu thứ 2 đoạn 3. This means the ultimate aim is to better yourself. Ở đây ta thấy có từ ultimate aim có nghĩa là mục tiêu cuối cùng. Và ultimate chính là cuối cùng. The answer is ultimate. Now, we have finished the task 3. Then the task 4 is. Read the text again and answer the following questions. Trong nhiệm vụ này, các em đọc và trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 62. There are 4 questions. Có 4 câu hỏi và các em nên dành 5 phút để đọc và trả lời. Week of characteristic of lifelong learning distinguishes it from compulsory education. Choose with underline keywords. Number 2. What makes people become good lifelong learner according to the writer? Number 3. How is lifelong learning made possible or easy to assess? Number 4. What should be the objective of lifelong learning? On the first questions, trong câu hỏi đầu tiên. Đặc điểm nào của việc học tập suốt đời khác với giáo dục bắt buộc? Các em có thể tìm thông tin trả lời ở đoạn 1 câu 2. Learning is not confined to classroom environment and school subjects. Học tập không giới hạn trong môi trường lớp học. Không chỉ giới hạn. Không giới hạn trong môi trường lớp học và các môn học. Vì thế, câu trả lời là
long learning is not confined to the classroom environment. Number 2, câu số 2. Cái gì khiến cho mọi người trở thành người học tập suốt đời tốt theo quan điểm của tác giả? Trong câu này, các em có thể thấy thông tin ở đoạn 1. Lifelong learning must be voluntary and self-motivated. Therefore, lifelong learner should have a strong desire to learn and explore the world. So the answer is voluntary learning, self-motivation, and a strong desire to learn make people become good lifelong learners. Là những cái sự học tình nguyện, bản thân tự thúc đẩy và mong muốn mạnh mẽ khiến cho mọi người trở thành những người học tập suốt đời tốt. Number 3. Làm cách nào để khiến cho việc học tập suốt đời trở nên dễ dàng tiếp cận hơn? Em có thể nhìn thấy thông tin ở chỗ gạch chân. Thì các em thấy rằng có rất nhiều hình thức để học. Đúng không? Học ở trên mạng có rất nhiều hình thức. Đọc thông tin ta thấy các khóa điện tử online cung cấp cho người học và giáo viên những khóa học linh hoạt đa dạng về thời gian, địa điểm và cách thức. Vì thế, câu trả lời sẽ là lifelong learning has been facilitated by e-learning platforms with variety of online courses. Cái việc học tập suốt đời sẽ trở nên dễ dàng hơn bằng các hình thức học tập điện tử là online với rất nhiều các đa dạng khóa học online. Number 4, câu 4. Cái gì nên là mục tiêu của việc học tập suốt đời? Thông tin được tìm thấy ở đoạn 3 câu đầu tiên. Most importantly, lifelong learning should be regarded as attitude to learning for self-improvement rather than a pathway to qualification. So, the answer is lifelong learners should aim at learning for self-improvement rather than as a pathway to qualification. Những người học tập suốt đời thì nên đặt mục tiêu là học tập để phát triển, tự phát triển bản thân hơn là con đường để dẫn tới bằng cấp, trình độ gì đó. Các em đã hoàn thành nhiệm vụ của bài học ngày hôm nay. Hoàn thành 4 nhiệm vụ của bài học hôm nay và nhiệm vụ cuối cùng của các em là work in groups. Discuss the following questions. Do you know someone who has kept learning throughout their life? Tell the group briefly about him or her. Các em thảo luận nhóm trong vòng 5 phút và trả lời câu hỏi sau. Bạn có biết ai đó đã không ngừng học hỏi trong suốt cuộc đời của họ không? Kể ngắn gọn cho cả nhóm nghe về anh ấy hoặc cô ấy. Trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương về không ngừng học tập, nhưng Bác Hồ là người mà cô ngưỡng mộ nhất. Các em có thể tham khảo bài sau. Hồ Chí Minh presidents were a lifelong learner. He traveled more than 30 countries and could speak more than 40 languages. He was always learning during his trips and found ways to share our countries. After winning independence, he still kept studying and never stopped until he passed away. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người không ngừng học tập. Bác đã đi đến 30 quốc gia và có thể nói được 40 thứ tiếng. Trong hành trình đó, Bác luôn luôn học hỏi và tìm đường cứu nước. Sau khi giành được độc lập, Bác vẫn tiếp tục học tập cho tới khi qua đời.
Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Trong bài học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu các nội dung liên quan đến việc học tập suốt đời, mục tiêu và cách thức học tập để việc học tập suốt đời dễ dàng hơn. Hy vọng sau bài học ngày hôm nay, các em sẽ trở thành những người không ngừng học hỏi để tự hoàn thiện bản thân và luôn nâng cao được kiến thức cho mình nhé. Chúc các em nhiều sức khỏe và có nhiều tiến bộ trong học tập. Thanks for listening.